Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại bàn về việc kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức nằm trong vấn đề tài về dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Trong các số đối thoại trước thì chúng tôi đã cùng các khách mời bàn luận về bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức hiện nay. Mỗi khách mời ở những vị trí khác nhau cũng đã có những góc nhìn và thông tin khác nhau cung cấp cho quý vị khán giả liên quan tới thực trạng của việc kê khai tài sản thu nhập hiện nay, cơ chế giám sát cũng như cách chúng ta có thể tiếp cận thông tin từ những bản kê khai này. Trong số đối thoại này, chúng tôi tiếp tục mời các khách mời đến trường quay đối thoại để bàn tiếp về thực trạng của việc kê khai tài sản thu nhập hiện nay, cũng như những thay đổi của việc kê khai tài sản thu nhập nằm trong dự thảo của luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Hy vọng sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích và mới mẻ dành cho quý vị khán giả liên quan tới chủ đề này. Tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Bà Ngô Minh Hương, giảng viên pháp luật tại Quốc gia Hà Nội, sáng lập viên Trung tâm Phát triển và Hội nhập. Ông Nguyễn Mạnh Cường, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Và tiếp tục với một đề tài rất là dài của chương trình đối thoại nhưng lại thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là sự quan tâm của khán giả đối với cả những cái đề tài mà đối thoại đang gợi mở. Thì trước khi mà chúng ta tiếp tục bàn về chủ đề này cũng như các khách mời đưa ra những thông tin từ góc độ, từ vị trí của mình thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Tôi rất nhớ đến một cái cảm nhận của tôi khi bắt đầu vào Quốc hội. Lúc đó bầu những một số chức danh quan trọng của nhà nước thì cũng xem bản kê khai. Tôi nhớ bản kê khai viết tay còn nguệch ngoạc lắm, còn thiếu thốn, nhưng thậm chí có vị bảo là còn đang vì đang công tác chưa làm được hết, vân vân. Thì tôi có phát biểu ở Quốc hội rằng là thì các vị nghèo quá, đánh pháp đổi Nhật thì có thể lúc đó còn nghèo, chứ vì xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa thì phải giàu chứ, thì mình phải làm gương làm giàu cho. Như thế có nghĩa là cái câu chuyện là kê khai tài sản lẽ ra là chuyện rất bình thường, nhưng hiện nay rất nhiều người nhìn vào nó với đầy cái sự ngờ vực. Bây giờ nó đang có một cái xu hướng, thí dụ như là ngay cả cái cơ quan tôi nó gọi là xã hội hóa, hay là chúng ta là tư chủ, đúng không nhỉ? Tư chủ có nghĩa là gì? Cái cơ quan chúng tôi, cái đơn vị chúng tôi là phải tự sống, dần dần phải tiến tới tự sống, bỏ cái bao cấp đi, bỏ hết cái đi. Thế thì cái lợi ích của tập thể, cái lợi ích của nhóm này, của cái đơn vị nó trở thành một cái khối khá vững chắc. Cho nên không dễ gì một cái cá nhân mà dám phát biểu về cái việc ông lãnh đạo như thế này để nó không ảnh hưởng đến cái thu nhập chung. Cái này là nó có một cái nó gọi là cái rủi ro, cái đấy rất lớn. Cho nên là chị Phương Chi và tất cả các bạn phải nhìn thấy cái vấn đề này, nhìn thấy cái vấn đề, tức là người ta sẽ bảo vệ cái lợi ích nhóm đấy, cho nên chính vì vậy nó không công khai ra được. Mà hiện nay bây giờ xã hội chúng ta hiện nay bây giờ cũng thú thực luôn là chúng ta hiện nay đang là một xã hội tiền mặt, việc kiểm soát tiền mặt là không phải là dễ dàng gì đấy. Do vậy là có thể là có một cái nhà, có năm cái nhà, có một vài ba cái phương tiện khác thì cái chuyện kê khai là không có gì khó cả, nhưng mà có bao nhiêu tờ tiền 500.000 hoặc là 100 đô ở trong tủ thì chỉ có ông ấy biết thôi, còn không ai thể biết được. Nhưng mà trước hết phải nói như trong cái tư tưởng lãnh đạo quản lý phải coi được cái việc kế nó là bình thường. Nếu mà muốn bình thường thì các vị phải gương mẫu, vì chúng ta sống là cái nhìn lên trên chứ không phải nhìn chính bản thân chúng ta. Cho nên nếu mà không trên mà không gương mẫu kê khai thì rất là khó. Vâng, thưa các khách mời, như tôi đã giới thiệu, đây là số đối thoại thứ 11 bàn về chủ đề này và cũng là một vấn đề tài rất dài của chương trình đối thoại. Thì trong một số đối thoại trước, các khách mời đã đưa ra rất nhiều thông tin khác nhau liên quan đến cái thực trạng của việc kê khai hiện nay và bàn về một giải pháp mà chúng tôi đã cùng các khách mời thảo luận, đó là đưa những thông tin đó lên website của các bộ ngành để người dân có thể dễ tiếp cận. Thế tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới đây những đại biểu Quốc hội và những người am hiểu về luật. Thì đầu tiên là ông Cường có thể cung cấp thông tin cho quý vị khán giả về những cái điểm thay đổi, những điểm đáng chú ý về việc kê khai tài sản thu nhập nằm trong cái dự thảo luật không ạ? Hiện nay đã có những tiến trình mới nhất gì liên quan tới nội dung này ạ? Xin cảm ơn bà Phương Chi và xin kính chào quý vị khán giả. Trước tiên thì tôi có thể nói rằng là cái quy định về kiểm soát tài sản thu nhập là một trong những chế định rất quan trọng của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Và cái chế định này thì được quy định từ đầu, từ cái pháp lệnh năm 98 về chống tham nhũng, và tiếp tục được kế thừa qua các cái luật năm 2005,
sửa đổi năm 2007 và năm 2012. Và đến nay thì cái dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi thì được đưa ra sửa đổi toàn diện, thì trong đó có một trong những nội dung quan trọng đó là sửa đổi về cái chế định về kiểm soát tài sản thu nhập để bảo đảm làm sao cho cái chế định này ngày càng hoàn thiện hơn. Và có thể thấy rằng là chúng ta cũng biết được một cái thực tế trong cái thời gian vừa qua thì hàng năm chúng ta có rất nhiều cái bản kê khai tài sản, mỗi năm chúng ta có hơn 1 triệu bản kê khai. Nếu mà tôi nói con số tròn là nó khoảng 1.100.000 bản, nhưng mà trong 1.100.000 bản ấy, thì chúng ta cũng chỉ xác minh được có khoảng hơn 40 bản, và trong hơn 40 bản xác minh thì cũng chỉ phát hiện được vài trường hợp có kê khai không trung thực hoặc là có vi phạm về kê khai. Thì đó cũng điều đó cũng cho thấy rằng là cái chế định kê khai tài sản thu nhập của luật hiện hành nó cũng còn những cái điểm bất cập hạn chế và cần phải được tiếp tục hoàn thiện. Và vì vậy luật lần này thì cũng nhận thấy rằng là cái chế định kê khai tài sản thu nhập thì nó có những cái hạn chế, nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó có những nguyên nhân từ cái đối tượng kê khai quá rộng, nhưng mà chúng ta lại áp dụng một chung một cái hình thức kê khai, chung một phương thức kiểm soát tài sản thu nhập. Rồi là cái cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập đấy thì chúng ta giao cho quá nhiều đầu mối. Cơ quan này cũng không độc lập và cơ quan này cũng không có bộ máy chuyên trách để làm cái việc này. Cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ thì cũng không có kinh nghiệm. Rồi là những cái vấn đề mà liên quan tới căn cứ xác minh, rồi những vấn đề liên quan tới cái xử lý cái việc kê khai tài sản thì cũng thực hiện không nghiêm. Rồi thì điều đó nó làm cho cái luật nó kém hiệu quả. Và cũng không thể không kể đến những nguyên nhân khác như là cái hệ thống thanh toán của không dùng tiền mặt của chúng ta cũng còn chưa hoàn thiện. Rồi là những cái quy định về kiểm soát tài sản thu nhập của toàn xã hội chúng ta chưa thực hiện được. Rồi là những vấn đề liên quan tới các cái quy định về công chứng, rồi là đăng ký các giao dịch bảo đảm vân vân thì chúng ta thực hiện nó cũng còn chưa có hiệu quả. Thì chính vì vậy cho nên là luật lần này thì có tập trung sửa đổi một số những vấn đề, tập trung vào cái đối tượng kê khai tài sản thì cũng có sửa đổi, kèm theo nó là các cái phương thức, rồi là các biện pháp kiểm soát cái kê khai tài sản cho từng loại một đối tượng thì có sự thay đổi. Đó là ý thứ nhất. Thứ hai đấy là cũng tập trung sửa đổi về cái cơ quan có cái thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập theo cái mô hình là tập trung hơn. Và cái thứ ba đấy là giao thêm những cái thẩm quyền cho cái cơ quan này, rồi là quy định về các cái căn cứ xác minh nó thuận tiện hơn, nó phù hợp hơn. Và cuối cùng là có quy định về xử lý cái tài sản kê khai mà không giải trình được nguồn gốc một cách hợp lý. Cụ thể về đối tượng như thế nào ạ? Về đối tượng thì lần này dự thảo luật có mở rộng hơn cái phạm vi điều chỉnh, phạm vi phải kê khai. Thì đây là chúng tôi muốn nói đến quá trình là dự án luật thì vẫn đương trong cái quá trình chỉnh lý và vẫn sẽ phải tiếp tục trình với Quốc hội để xem xét thông qua tại cái kỳ họp tới. Nhưng mà hiện nay là đương chỉnh lý theo ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội theo hướng là mở rộng cái đối tượng kê khai. Nhưng đồng thời với việc mở rộng đối tượng kê khai đấy thì có quy định lại về cái phương thức kiểm soát tài sản thu nhập và cái hình thức kê khai phù hợp với từng loại đối tượng. Nghĩa là tập trung vào kiểm soát chặt đối với một số đối tượng. Nhưng bên cạnh đó thì đối với một số đối tượng khác thì kiểm soát ở cái mức độ đơn giản hơn. Tôi nói ví dụ như là những cái đối tượng mà giữ chức vụ cao từ giám đốc sở trở lên, hoặc là những cái đối tượng mà công tác ở những cái vị trí có nguy cơ tham nhũng cao thì cái việc kiểm soát nó chặt chẽ hơn, kê khai hàng năm và phải kiểm soát nó chặt chẽ. Còn những cái đối tượng khác thì chỉ kê khai ban đầu và kê khai bổ sung khi mà có biến động về tài sản thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên. Vâng. Chúng ta bàn trước về cái đối tượng một chút nhé, bởi vì là các số trước chúng tôi cũng thấy rất nhiều cái ý kiến khác nhau, người thì nói nên mở rộng, người nói nên thu hẹp, người nói nên nhắm vào nhóm này, nhóm kia. Vậy thì với những nội dung như vậy thì ông Tiến nghĩ thế nào? Trước hết là tôi thấy rằng là công cuộc phòng chống tham nhũng không phải chỉ có hiệu quả là chúng ta xử đúng người đúng tội, mà quan trọng hơn là thu được những cái tài sản do tham nhũng mà có. Vậy thì cái kê khai tài sản đó là rất quan trọng. Và muốn kê khai tài sản được thì phải quản lý được tài sản. Muốn thu được tài sản thì phải quản lý được. Và quản lý thì qua cái gì? Qua kê khai. Trong thời gian vừa qua chúng ta, người dân vẫn nói rằng chúng ta kê nhưng mà chưa khai. Chưa khai một cách thành khẩn, chưa khai một cách trung thực và cũng chưa khai một cách minh bạch. Vậy thì tài sản do tham nhũng mà có thì phải là được, phải được kiểm soát. Vậy thì kê khai tài sản ấy, theo tôi ấy, là đối tượng rộng hay hẹp thì như đại biểu Cường vừa nói, tôi thấy rất là chia sẻ và rất là nhất trí. Tức là mình không nói rộng hay hẹp, nhưng mà mình phải những người nào kê khai thì đó chính là những đối tượng
mà có nguy cơ tham nhũng, có những cái dấu hiệu và có những cái khả năng có thể tham nhũng. Chứ còn nếu kê khai mà rộng quá, đến cấp nhân viên, đến cấp phòng, thì tôi thấy là nó không khả thi. Chúng ta kê khai 1,1 triệu người kê khai, phát hiện ra được 44 người có dấu hiệu và chỉ xử lý được 6 người. Vậy thì kê khai để làm gì? Cho nên là chúng ta tập trung vào những cái đối tượng. Tôi thì tôi thấy là tập trung vào những cái đối tượng mà có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có những cái điều kiện để xuất hình thành tham nhũng và xuất hiện tham nhũng. Đó là những cái người mà có chức vụ, có quyền hạn, nắm trong tay những cái cơ sở vật chất hoặc tài chính, vân vân. Và ở những cái vị trí mà dễ xuất hiện tham nhũng. Vâng. Thì như thế nó thuận lợi hơn và nó khả thi hơn. Nhưng quy định của dự thảo là các tất cả các đối tượng cán bộ công chức đều phải kê khai và chúng ta tập trung là tập trung vào cái nhóm đối tượng kia là kê khai nhiều đúng không? Và kiểm tra thường xuyên hơn. Hàng năm và kiểm tra thường xuyên. Còn các nhóm khác thì vẫn phải kê khai lần đầu. Kê khai lần đầu để lấy cơ sở dữ liệu. Vâng. Thì ông Tiến thấy thế nào? Tôi thấy là có một cái chia sẻ rất là đúng như là nhà báo vừa hỏi và đại biểu Cường nói, tức là cái dòng dịch chuyển của tài sản tham nhũng do tham nhũng mà có cực kỳ tinh vi phức tạp, cho nên là chúng ta phải kê khai, nhưng không phải chỉ kê khai rồi sau đó lại để vào trong ngăn kéo, trong một cái tủ rất là đầy đủ và đầy đủ các khóa của các cơ quan quản lý cán bộ, mà kê khai phải minh bạch, phải công khai để cho người cử tri hoặc người dân nơi cư trú và nơi công tác phải biết. Đó là sự minh bạch của kê khai. Còn nếu như những cái tài sản đó không phải là cái kim sợi chỉ, ngày nay thì anh nhà này, ngày kia biệt thự khác, rồi ô tô xịn, rồi là các cái tài sản bất minh khác, thì người dân hoàn toàn có cái điều kiện và có cơ hội để người ta phát hiện ra. Nhưng mà cái kê khai phải gắn với công khai. Và tôi thấy nếu không công khai mà chỉ cất trong tủ của cơ quan quản lý thì sẽ không có hiệu quả gì cả. Tôi thì tôi nghĩ là nếu chúng ta nhìn cái vấn đề tham nhũng hoặc là những cái biện pháp để phòng tránh tham nhũng, trong đó có việc kê khai và minh bạch tài sản của và thu nhập, thì là một cái biện pháp mà đã được đưa vào trong luật. Thế nhưng mà phải có mà tăng cường được cái tính hiệu quả của nó. Thì nếu chúng ta nhìn nhận là cái việc kê khai tài sản thu nhập là một trong những cái biện pháp để phòng ngừa, thì những biện pháp này có chế tài gì để có thể xử lý được các cái hành vi có thể là tham nhũng hay hối lộ như vậy? Thì như ông Tiến đã nói thì cái hành vi, cái cách thức như là phải công khai, minh bạch cũng cần phải được quy định rõ trong luật hơn là việc kê khai. Bởi vì chúng ta biết là với hơn 1 triệu các cái bản kê khai như vậy mà không được, người dân không biết, hoặc là những người ở cùng cơ quan, hoặc là những cái người mà đáng nhẽ có thể đối với một số các cái chức vụ là có thể phải được bầu bằng bỏ phiếu tín nhiệm mà không biết được, thì cũng không có đủ nguồn tin để nói là có cái sự uy tín. Chính vì vậy mà cái việc phải quy định cái chế tài để công khai minh bạch cái việc bản kê khai hay là cái thông tin trong kê khai tài sản, ngoài cái việc là cái thông tin đấy phải là khai sự thật. Còn nếu trong trường hợp mà không sai đúng sự thật thì cũng phải có chế tài để xử lý. Vâng. Ở đây trong ba khách mời, tôi nghĩ là cả ông Cường và ông Tiến đều đã phải thực hiện cái bản kê khai này thường xuyên đúng không ạ? Thế thì bản thân ông Cường cảm thấy thế nào khi mà mình kê khai ra như vậy? Nó có dễ dàng để kê khai đầy đủ, và có vấn đề gì nếu mà những bản kê khai này được công khai ra và nhiều người biết không ạ? Trước hết thì chúng tôi đang thực hiện cái bản kê khai theo một cái quy định của Thanh tra Chính phủ, một cái thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái bản kê khai này về cơ bản thì tôi thấy kê khai cũng rất là bình thường thôi, cũng không có khó khăn vướng mắc gì. Khi mà nhìn vào cái nội dung bản kê khai đấy thì tôi thấy rằng là cái bản kê khai cũng thể hiện được tất cả những yêu cầu mà pháp luật hiện hành đang quy định đối với bản kê khai. Đó là thứ nhất là về phạm vi kê khai. Thì cái phạm vi kê khai thì trong cái bản kê khai cũng nói rằng là phải kê khai tài sản của vợ, của chồng hoặc tài sản của con chưa thành niên. Thứ hai là cái tài sản phải kê khai. Thì trong bản kê khai cũng nói rõ là tài sản phải kê khai đó là nhà, đất, tài sản, tài khoản ở nước ngoài. Rồi là những cái tài sản, kể cả tiền, kể cả đồ vật, mà kể cả những cây cảnh ấy, mà có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Rồi là trong bản kê khai thì cũng nói đến cái việc mà những cái khoản nợ cũng phải kê khai. Và bên cạnh đó thì trong đó thì cũng quy định rằng là các cái thu nhập trong năm thì phải kê khai. Thì tôi thấy rằng là về mặt đầy đủ
thì cái bản kê khai đã đáp ứng được cái đúng cái quy định của pháp luật hiện hành về mặt nội dung. Và cá nhân tôi thì khi kê khai thì tôi cũng không thấy có vướng mắc gì nhiều lắm. Tuy nhiên ấy, thì trong cái quá trình hiện nay mà đương thảo luận về cái dự án luật phòng chống tham nhũng này thì cũng có một số vấn đề đặt ra. Như rất nhiều đại biểu người ta nêu lên là bây giờ cái phạm vi kê khai thì kê khai đến đâu? Phải chỉ kê khai tài sản của vợ, của chồng và con chưa thành niên không? Hay là kê khai tài sản của cả những người thân thích khác? Vì trên thực tế thì nhiều đại biểu nói rằng là tài sản của một số quan chức là đã được chuyển dịch cho những người thân và thậm chí là chuyển dịch cho cả bộ binh. Và rất nhiều người con của quan chức tự nhiên giàu lên một cách rất nhanh chóng, mặc dù là không có nghề nghiệp gì cả hoặc là mới ra trường thôi, nhưng mà có những khối tài sản rất kích sụp. Thì cũng có ý kiến đòi hỏi là như thế. Thì đấy là một vấn đề. Cũng bên cạnh đó đấy thì cũng có ý kiến cho rằng là ví dụ như là cái mức kê khai, người ta hiện nay là cái bản kê khai đương quy định rằng là mức kê khai đối với các tài sản có giá trị 50 triệu đồng trở lên, vậy thì cái mức đó đã hợp lý, có hợp lý hay không, có hợp lý trong cái thời buổi hiện nay hay không? Vì ngay từ cái pháp lệnh phòng chống tham nhũng đầu tiên của chúng ta năm 98 thì chúng ta đã quy định cái mức kê khai tài sản là bắt đầu từ 50 triệu trở lên đối với các tài sản là phải kê khai. Thì rồi là nhưng mà đã quy định về mức kê khai thì nó liên quan tới cái vấn đề là định giá cái tài sản đó. Thì ai định giá? Cán bộ công chức tự định giá hay như thế nào? Hay là kê khai cái tài sản mà theo cái giá mua ban đầu hoặc là theo cái giá được xác lập ban đầu? Thì đó là những vấn đề mà cũng còn có cái sự tranh luận. Thì bên cạnh đó đây thì tôi cũng thấy rằng là trong cái bản kê khai tài sản hiện hành của chúng ta ấy, đã có những cái điểm rất là mới mà chúng tôi thấy rằng là cũng cần phải tiếp tục có cái sự phát huy và có cái sự xử lý tiếp. Đó là trong đó có quy định về cái việc mà phải kê khai cả những cái tài sản mà anh quản lý hộ, anh giữ hộ người khác mà từ 6 tháng trở lên. Điều đó nó để tránh những cái việc mà khi chúng ta lạm dụng cái việc đó thì chúng ta bảo là đây là tài sản mượn của người này hoặc mượn của người kia, nhưng thực chất là tài sản của anh nhưng mà anh cũng không kê khai về sau đó thì anh bảo là đó là tài sản mượn. Hoặc là liên quan tới cái việc là anh phải giải trình cái tài sản thu nhập tăng thêm một cách bất hợp lý, tài sản thu nhập tăng thêm mà anh thì anh phải giải trình nguồn gốc của nó. Thì tôi thấy rằng là đó là những cái mà cái bản kê khai hiện nay thì cũng có những cái điểm cũng rất là đáng chú ý và cũng cần phải tiếp tục có những điểm cần được phát huy. Nhưng mà bên cạnh đó đấy thì tôi cũng thấy rằng là cái bản kê khai hiện nay thì cũng cần phải, nếu như mà chúng ta tiếp tục thực hiện cái việc kê khai thì cũng phải có cái sự đổi mới để làm sao cho, trước đây là chúng ta tiến hành kê khai là bằng giấy và vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là quản lý một hơn 1 triệu bản kê khai nó rất khó. Nhưng mà tiến tới đây là chúng ta phải áp dụng công nghệ thông tin vào trong việc quản lý các bản kê khai và thành lập các cái cơ sở dữ liệu về bản kê khai. Và kê khai khi nào kê khai thì có phải là cái kê khai liên tục những cái gì đã kê khai năm trước rồi thì năm sau lại tiếp tục kê khai lại hay không, hay là chỉ kê khai những cái nội dung bổ sung thôi, ví dụ như vậy. Và những cái việc cập nhật các bản kê khai đó lên cái cơ sở dữ liệu như thế nào, nó phù hợp với lại cái công nghệ thông tin thế nào, cơ sở dữ liệu mạng như thế nào, thì cái đó phải tính toán. Cũng như phải thay đổi, đúng không? Phải có sự thay đổi. Và kể cả những cái thông tin, tôi nói ví dụ như là nếu như nhiều nước ấy, người ta công khai bản kê khai thì những cái thông tin về tài sản người ta rất khác với của chúng ta. Chúng ta có những cái thông tin rất cụ thể về tài sản thì những cái nước khác nếu như người ta đã công khai lên ấy, thì cái bản kê khai họ cũng không làm như của Việt Nam. Họ phải có những cái thông tin mã hóa, một số những cái thông tin liên quan tới bí mật cá nhân người ta thì phải được mã hóa, không được công khai. Ví dụ thế. Ông Thế Nguyên ạ. Tôi cũng rất là tán thành cái ý kiến của ông Cường. Nhưng tôi thấy cái quan trọng hơn không phải là kê khai, mà quan trọng hơn là cơ quan nào, ai kiểm soát được cái sự kê khai của cán bộ mà cần phải kê khai. Đến mức mà khôi hài tới mức mà có những người dân nói là thương quá, sao lãnh đạo và cán bộ quản lý của Việt Nam lại nghèo đến thế. Bởi vì họ kê khai không trung thực, 5-7 nhà, 3-4 ô tô, rồi bao nhiêu thửa đất, nhưng họ chỉ kê khai một. Và chúng tôi đang ở chung cư 40 mét thì khôi hài tới mức mà cả cử tri và người dân nói là thương cho lãnh đạo của chúng ta là sao nghèo thế, tới mức mà đến 50 triệu cũng không có. Cái quan trọng nhất chính là cái kiểm soát kê khai. Tôi cho rằng là cần phải có những cái cơ quan, thậm chí những cơ quan độc lập, cơ quan tổ chức minh bạch tham gia vào trong cái việc là kiểm soát kê khai của lãnh đạo, của cán bộ công chức mà nằm trong diện kê khai. Và tôi đã từng phát biểu trên diễn đàn Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, là Tổ chức Minh bạch Thế giới đã
chấm điểm cho chúng ta là khoảng là vào khoảng 33, minh bạch khoảng 33 trên 100 nước, có nghĩa là nếu thang điểm của ngành giáo dục thì chúng ta chỉ 3 điểm trên 10. Vậy thì phải có những cái tổ chức độc lập, minh bạch để kiểm soát tài sản của cán bộ công chức. Tôi cũng hai nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội là khóa 12 và 13. Tôi cũng nhiều lần kê khai, nhưng mình kê khai một cách thanh thản là bởi vì chắc là tôi cũng giống Cường thôi, tài sản chúng ta chỉ có thế. Nhưng mà nếu như những cái cán bộ mà lại nằm trong những cái đối tượng mà có những cái yếu tố tham nhũng rất cao, như là nắm trong tay những tài sản lớn, thì chắc chắn là họ không bao giờ họ kê khai một cách đầy đủ. Và cái dòng chuyển dịch của tài sản do tham nhũng mà có đấy là rất lắt léo và rất phức tạp, chúng ta không kiểm soát được. Và chỉ có kiểm soát được tài sản thực chất thì cái kê khai ấy chúng ta mới khẳng định là trung thực hay không trung thực. Và cái gốc là đấy, chứ không phải là cái mẫu kê khai có đúng hay không. Mẫu kê khai bao giờ cũng đúng. Rồi họ nhìn nhưng người hết kê khai bộ. Có trung thực người, không? Người kê khai có trung thực được không? Cái đấy mới là quan trọng. Và tôi thấy tôi cần nhấn mạnh thêm là trong luật hình sự sửa đổi hoặc luật phòng chống tham nhũng sửa đổi lần này đấy, phải đưa vào những cái yếu tố là cơ quan nào có thể kiểm soát được tài sản của cán bộ công chức. Đó là cái lõi của vấn đề. Chứ không phải anh có bản kê khai hay không. Vâng. Như chúng ta tôi vừa lấy ví dụ đấy, 1,1 triệu bản kê khai của 1,1 triệu đối tượng cần được kê khai. Chỉ phát hiện được 44 đối tượng và chỉ xử lý được 6 đối tượng. Vâng. Nó quá nhỏ so với cái kê khai. Vậy thì chúng ta kê khai để làm gì? Để tốn kém thời gian và mất thời gian công sức. Vâng. Khi mà kê khai xong lại cất rất là cẩn thận trong tủ và khóa rất nhiều khóa. Vâng. Kê khai phải gắn với minh bạch. Đó đúng là thông điệp của tôi. Vâng, đúng ạ. Thực ra khi mà chúng tôi đưa cái bản kê khai, cái mẫu bản kê khai ấy, thì 20 khách mời của các số đối thoại trước đều nói, tức là cũng có một số ý kiến khác nhau, một số dư luận khác nhau, cơ bản là đã khá là đầy đủ. Những cái nội dung được yêu cầu kê khai là đã tương đối là đầy đủ. Thế chỉ có điều là chúng ta có kê khai trung thực hay không và đúng. Chúng ta kiểm soát cái thông tin ở đấy như thế nào. Nào. Vâng ạ. Thì đầu tiên nói về việc trung thực, tôi mới hỏi tại sao ông Cường hay là ông Tiến khi kê khai thì cảm thấy như thế nào? Chắc là tài sản của mình không có nhiều, mình cứ kê khai đầy đủ đúng không ạ? Rất là thoải mái. Tôi xin chia sẻ thêm một chút là tôi hoàn toàn đồng ý với lại ý kiến của ông Tiến. Và ông Tiến đã đi vào cái cốt lõi, những cái điểm sửa đổi cơ bản của luật phòng chống tham nhũng lần này mà chính phủ trình. Trong đó đấy, thì chính phủ cũng tập trung vào một trong những cái nội dung sửa đổi chủ yếu, đó là kiểm soát cái việc mà kê khai tài sản thu nhập và cái cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập này như thế nào, xây dựng cái cơ quan này như thế nào. Trong đó thì cũng theo cái hướng là xây dựng cái cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập này theo cái mô hình là tập trung một bước, cũng chưa đến mức độ là tập trung toàn bộ, nhưng mà cũng có theo cái hướng là tập trung một bước để làm sao cho cơ quan này nó cũng độc lập hơn với lại những cái người mà bị kê khai. Cán bộ công chức trong các cơ quan này thì có năng lực hơn, có trình độ hơn so với lại cán bộ tổ chức cán bộ. Vì cái việc mà đi xác minh tài sản thu nhập nó là một cái vấn đề mà nó đòi hỏi cái trình độ chuyên môn cũng rất là cao. Và cũng bảo đảm cái việc mà tăng cường kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, rồi là tập trung cái cơ sở vật chất để làm sao cho cơ quan này nó thực hiện tốt hơn cái việc kiểm soát tài sản thu nhập. Vâng. Để tránh cho cái việc như hiện nay là chúng ta đương giao cho các cơ quan tổ chức cán bộ đi làm cái việc kiểm soát tài sản thu nhập. Trong khi đó cơ quan tổ chức cán bộ thì nhiều khi người ta phụ thuộc vào bản thân cái cơ quan đó. Cán bộ thì lại không có năng lực về vấn đề kiểm soát tài sản thu nhập. Cho nên là hiệu quả nó cũng rất là thấp. Đấy, cho nên là lần này cũng là một cái hướng là đúng, chính phủ cũng đi theo cái hướng đó, cũng là xây dựng một cái cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập. Với thứ hai đấy là cũng đồng thời với nó đấy, thì ở đây tôi muốn nói thêm một chút về việc mở rộng cái đối tượng kê khai, thì cũng là nhằm một trong những cái mục đích là để làm sao mà có thể kiểm soát được cái tài sản thu nhập nó tốt hơn. Ở cái chỗ là tập trung vào một số đối tượng, nhưng đối với một số đối tượng khác ấy, thì vẫn phải có kê khai để bảo đảm có cái đối chiếu so sánh. Để sau này nếu như người ta có bổ nhiệm hoặc là có cái thu nhập nó đột xuất thì chúng ta bất thường, thì chúng ta có cái dữ liệu, chúng ta so sánh, chúng ta đối chiếu và tức qua đó là chúng ta mới có thể xử lý được. Vâng. Chứ còn nếu không thì chúng ta rất không xử lý được. Và thực tế vừa qua chứng minh rằng là có những cái người giữ chức vụ rất thấp. Tôi nói ví dụ như Giang Kim Đạt ở Vinasin, giữ chức vụ rất thấp nhưng mà có thể tham ô đến hàng trăm triệu đồng, chiếm đoạt của nhà nước đến hàng trăm tỷ đồng. Mặc dù vị trí rất thấp, thì đó là những cái điểm mà chúng tôi thấy rằng là
cái hướng đi của chính phủ ấy, thì theo cá nhân tôi thì tôi tán thành. Và tôi nghĩ rằng là cái việc kê khai mở rộng cái đối tượng hay là xây dựng cái cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập này như thế nào đấy thì nó phải căn cứ vào các cái yếu tố, nó phải căn cứ vào các cái điều kiện. Thứ nhất là từ cái thực tiễn, thứ hai là từ cái kinh nghiệm quốc tế như thế nào, thứ ba là phải trên cái cơ sở mà chúng ta có đánh giá tác động của mỗi một loại hình, một loại phương án, đánh giá tác động về tác động tới kinh tế xã hội, rồi là chi phí lợi ích vân vân như thế nào. Thì trên cơ sở là chúng ta phải lắng nghe ý kiến của người dân, lắng nghe ý kiến của các tổ chức xã hội, rồi là các chuyên gia, để từ đó chúng ta mới đưa ra được một cái phương án, một cái mô hình nó phù hợp nhất. Tôi thì với cái vấn đề mà hai ông Tiến và ông Tiến cũng vừa nói thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là rất là cần thiết để Việt Nam có thể nhìn nhận lại một cái thực tế dựa vào những cái đánh giá quốc tế. Ví dụ chúng ta có những cái đánh giá về chỉ số về tham nhũng cũng khá là thấp. Và vấn đề còn tồn đọng cũng là bao gồm cái vấn đề chúng ta chưa có đủ thông tin và chưa đủ tính minh bạch trong các cái tài sản, là những cái nguồn gốc kê khai tài sản cũng là nguồn gốc của thể tham nhũng. Thứ hai là đối với cái diễn đàn và các cái cách mà Việt Nam tham gia, có thể tham gia vào chính phủ mở OGP, thì đây cũng là một cái điều kiện mà Việt Nam đang chỉ mới đạt được có 2/4 điểm để đạt được điều kiện để tham gia vào các cái nước có chính phủ mở. Và như thế có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta sửa đổi luật sẽ phải có những cái biện pháp tốt hơn nữa để công khai, bởi vì công khai đã chiếm hai về tài sản đã chiếm 2/4 điểm đấy rồi và chưa có được trong cái luật sửa đổi. Cái thứ hai là cái điểm thứ hai thì tôi muốn nói là cái trách nhiệm, ngoài cái trách nhiệm là phải kê khai thật và mở rộng thêm đối tượng như chúng ta vừa nói là có thể cả bố mẹ anh chị em ruột, nhưng có thể không phải lúc nào cũng năm nào cũng phải kê khai, mà chúng ta kê khai theo một cái định kỳ và có phải có xác minh trong trường hợp mà thay đổi bất thường thì có những cái xác minh lại, nhưng phải có cái nguồn mở để có thể dựa trên cái cơ sở nào để xác minh, và đồng thời là chúng ta phải có một cái cơ quan để xác minh cho nó độc lập và hiệu quả. Đấy. Và nếu mà như trong trường hợp là tài sản đã chuyển giao cho bố mẹ hoặc anh chị em ruột, không kể cả con là chưa đến tuổi trưởng thành hay là vợ, thì theo kinh nghiệm thế giới thì phải có một cái hệ thống để quản lý cả cái mức độ thu nhập cũng như là tài sản của mọi người. Tôi lấy ví dụ những cái nước phát triển thì đều đã có những cái cách thức để tất cả mọi người đều kê khai tài sản của mình ở trên mạng. Và người ta có một cái chỉ cần mã số cá nhân, người ta có thể biết là một năm thu nhập bao nhiêu, cái nguồn thu nhập đấy có thể là từ thuê nhà hay là từ gì, và tính chịu thuế. Và mọi người đều có thể biết được là ông thủ tướng có một mức thu nhập bao nhiêu, chứ không phải chỉ có mỗi một mình ông thủ tướng biết hay là cái cơ quan đang chịu trách nhiệm nắm giữ hồ sơ cán bộ biết. Đấy. Tức là mọi người đều có thể tiếp cận thông tin về cái bản kê khai này. Và cái thứ hai, cái biện pháp thì tôi nghĩ rất quan trọng là phải kiểm soát được thu nhập, kể cả thu nhập bằng tài sản, phi tài sản hay là thu nhập qua ngân hàng một cách hiệu quả. Vâng. Tôi rất chia sẻ với ý kiến của ông Cường, đại diện cho cơ quan của Quốc hội, và ý kiến của bà đại diện cho cơ quan minh bạch. Tôi thấy rằng là nếu như chúng ta không kiểm soát được tài sản thì chúng ta không thể nào thu hồi được tài sản bất minh. Và trong luật ấy, ông Cường cũng vừa nói, tôi rất mừng là chính phủ và Quốc hội cũng hướng tới vấn đề đó. Nhưng mà mở rộng kê khai, không phải mở rộng đối tượng thì tôi thấy nhất trí, nhưng mà mở rộng đối tượng một cách nó rộng quá thì cuối cùng chúng ta không kiểm soát được. Và ai cũng như ai đều phải kê khai đó, thì hướng tới sự minh bạch theo kiểu quốc tế là mọi cá nhân đều phải kê khai. Nhưng họ kê khai để cho người dân và xã hội biết được là tài sản của họ thôi. Chứ còn để phòng chống tham nhũng thì phải hướng tới đối tượng mà có nguy cơ tham nhũng cao. Và tôi cũng đề nghị trong một lần ở phát biểu tại Quốc hội và một lần một số cái phát biểu gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng ấy, tôi thấy dòng dịch chuyển của tài sản bất minh và tài sản do tham nhũng mà có rất lắt léo, và phần lớn họ chuyển dịch cho người thân và những người thân trong gia đình là chủ yếu. Cho nên là tôi nhất trí với ý kiến là cần phải kê khai đối với những người huyết thống và cận huyết thống của những người mà có những cái vị trí cao và có những cái vị trí mà dễ dẫn đến tham nhũng và có nguy cơ tham nhũng cao.
huyết thống và cận huyết thống. Tất nhiên là huyết thống không phải là ai cũng có thể kê khai, vì các cháu bé tí thì không thể kê khai được. Nhưng mà phải quy định là ở những cái lứa tuổi nào, để tránh tình trạng như có một cái ông mà lãnh đạo đầu tỉnh của một tỉnh, tôi không tiện nói tên, nhưng mà con đã có mấy biệt thự, mấy ô tô và hàng chục nghìn mét vuông đất của một tỉnh ở phía Bắc hoặc phía Nam cũng tương tự như thế. Thì họ chuyển dịch cho con họ vừa mới trưởng thành, làm sao lại có cái tài sản lớn như thế? Thì những người cận huyết thống và huyết thống thì cũng phải kê khai, bởi vì kê khai đó để chúng ta biết được cái dòng chảy của đồng tiền tham nhũng nó chảy về đâu. Tôi xin chia sẻ với ý kiến của ông Tiến một chút và cũng xin cung cấp thêm cái thông tin trong cái quá trình soạn thảo. Thì đây là cái ý kiến mà cũng rất nhiều, một số đại biểu cũng đề cập đến là nên kê khai, có nên mở rộng thêm phạm vi kê khai hay không. Thì đây cũng là vấn đề mà Quốc hội cũng tranh luận cũng rất là gay gắt. Tuy nhiên ấy, thì cũng rất nhiều ý kiến cho rằng là nếu như mà chúng ta mở rộng cái phạm vi kê khai, đúng như ông Tiến nói, đó là một thực tế cần phải giải quyết, thực tế đó là rất cần giải quyết. Nhưng mà mở rộng cái phạm vi kê khai là không chỉ kê khai tài sản của mình, của vợ mình, của con chưa thành niên, mà lại kê khai tài sản của cả bố mẹ, của anh chị nữa, thì có khả thi hay không và có thực hiện được hay không, thì đúng đây là vấn đề rất khó. Vì làm sao mà bố con làm sao mà biết được bố mẹ có tài sản gì mà kê khai, con làm sao mà biết được anh chị em có tài sản gì mà kê khai. Thế trong khi đó nếu người ta kê khai không đúng thì lại đi xử lý tài sản người ta, xử lý kỷ luật người ta cũng không được. Và bây giờ nhiều bố mẹ là giấu tài sản của con, bố mẹ có khi là giấu tài sản để ưu ái cho một người con nào đấy, nhưng mà lại bắt ông con lại phải đi kê khai tài sản của bố mẹ, cái đó nó rất khó khả thi. Và thứ hai đấy là hiện nay nguyên cái việc kê khai tài sản của mình thì đã là một bản kê khai rồi, lại kê khai thêm tài sản của bố mẹ mình, của anh chị em mình nữa thì nó lại nhân lên nó khoảng độ 4-5 bản kê khai, cũng rất là khó. Và một điểm nữa đấy thì chúng tôi cũng tham khảo kinh nghiệm của các một số chuyên gia quốc tế, thì người ta cũng nói rồi, tôi nói ví dụ bên Pháp chẳng hạn, thì người ta cái người kê khai ấy, người ta chỉ kê khai tài sản của thuộc sở hữu của cá nhân họ và cái phần tài sản chung với vợ hoặc chồng thôi, chứ họ cũng không có phải kê khai, kể cả con thanh niên không kê khai, tài sản riêng của vợ không phải kê khai, tài sản riêng của vợ của chồng cũng không phải kê khai, họ chỉ kê khai phần tài sản chung thôi. Đối với nghĩa vụ là cán bộ công chức thì họ kê khai như thế. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái ý của anh, cái việc mà anh Tiến nêu ra là một cái việc rất thực tế mà chúng ta phải giải quyết, nhưng mà chúng ta cần phải giải quyết ở những cái cơ chế khác liên quan tới kiểm soát tài sản thu nhập của cả xã hội, liên quan tới việc là thanh toán không dùng tiền mặt. Người ta ở nước ngoài một cái dòng tiền bất minh đi đến đâu người ta cũng biết, người ta dò được ra ngay cái dòng tiền đó ở đâu. Và nhiều nước nếu mà có một khoản tiền mặt ra tiêu không tiêu được, bắt buộc là phải qua tài khoản thì mới tiêu được, chứ cầm tiền mặt đi tiêu cũng không tiêu được. Hoặc là liên quan tới các hệ thống về đăng ký bất động sản, rồi công chứng, rồi vân vân, thì tôi nghĩ rằng là những cái hệ thống đó, rồi thuế, nhất là thuế, ở nước ngoài chỉ cần một cái thu nhập nào phát sinh là người ta trốn thuế, là người ta biết ngay, người ta quản lý rất tốt, cho nên là thu nhập, kiểm soát tài sản thu nhập người ta làm rất tốt. Thì nó phải kiểm soát qua những kênh đó, chứ không thể bắt buộc người ta cái kê khai cũng chỉ là một biện pháp, nhưng đừng hy vọng rằng chỉ duy nhất cái kê khai mà chúng ta giải quyết được vấn đề. Như vậy là chúng ta vẫn lại quay lại về đối tượng kê khai và cách thức chúng ta kê khai như thế nào. Tiếp tục về cái câu chuyện về cái cơ quan kiểm soát ấy, thì ông Cường có thể nói cụ thể một chút về cái việc thay đổi lần này như thế nào không ạ? Lần này thì có quy định có cái thay đổi là đối với lại các cái cơ quan thuộc cái hệ thống hành chính, cơ quan thuộc chính phủ, rồi là chính quyền địa phương, các cái doanh nghiệp, thì là do cái hệ thống cơ quan thanh tra là kiểm soát về tài sản thu nhập. Còn lại đối với lại các cái cơ quan còn lại là tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, rồi là văn phòng chính phủ, rồi là các cơ quan của quốc hội, thì do các cái cơ quan đó, rồi các cơ quan của đảng, các tổ chức chính trị xã hội, thì do cái cơ quan trung ương của các cơ quan tổ chức đó thực hiện cái việc kiểm soát tài sản thu nhập. Thì nó đã là theo cái mô hình tập trung một bước rồi. Trước đây chúng ta dàn trải ra rất nhiều đầu mối, các cái cơ quan tổ chức đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ của mỗi cơ quan tổ chức đơn vị là đều làm cái việc đó. Thì lần này là chúng ta tập trung lại, bên hành chính là bên khối hành chính nhà nước là đã tập trung vào cơ quan thanh tra. Còn ở bên ở các ngành khác thì hiện nay là chúng ta mới tập trung lên cái cơ quan trung ương thôi. Chứ còn trước đây thì chúng ta không chỉ tập trung cơ quan trung ương mà ở địa phương các cấp vẫn có các cái cơ quan để kiểm soát tài sản thu nhập, thì lần này ở các cái khối đó thì chúng ta cũng tập trung lên trung ương. Thì như vậy là cái mô hình là có cái thu hẹp lại, cái đầu mối có thu hẹp lại và cái tính độc lập cũng bảo đảm một cách nó tương đối hơn. Tôi nói ví dụ cơ quan thanh tra của thanh tra nhà nước thì hoàn toàn độc lập với lại Bộ Tư pháp, hoàn toàn độc lập với lại Bộ Công Thương, cho nên là có thể kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức tại Bộ Công Thương, tại Bộ Tư pháp vân vân một cách nó rất là khách quan, minh bạch.
Và thứ hai là cái cán bộ công chức làm những cái việc đó cũng có chức, cũng năng lực, cũng có chức năng nhiệm vụ. Và bên cạnh đó thì pháp luật quy định rất rõ hơn về cái căn cứ xác minh. Kèm theo cái căn cứ xác minh thì trao cho cái cơ quan này rất nhiều thẩm quyền. Trong đó có những cái thẩm quyền là yêu cầu các cái cơ quan chức năng như tòa như là cơ quan công an, cơ quan thuế, cơ quan hải quan, cơ quan quản lý đất đai, quản lý nhà, cung cấp các thông tin tư liệu liên quan tới cái việc mà xác minh tài sản thu nhập. Vâng. Rồi là yêu cầu các cái định giá, rồi giám định, rồi vân vân. Thì rất nhiều cái chức năng mới, rất nhiều cái thẩm quyền mới được giao cho cơ quan này. Để làm sao mà đúng như anh Tiến nói, thì phải chúng ta phải tiến tới cái việc mà kiểm soát được cái việc kê khai. Chứ không phải là chỉ để kê khai mà đút ngăn kéo. Phải kiểm soát được việc kê khai. Mà muốn kiểm soát được kê khai thì cái căn cứ xác minh cũng phải rất là rộng. Trong đó có những cái căn cứ mới, tôi nói ví dụ như là có thể xác minh theo cái việc là theo cái quản lý rủi ro đấy, nghĩa là theo xác suất. Cũng đấy là một điểm đề mới. Vâng, như vậy là không cần thành lập thêm một cơ quan nào khác mà chúng ta chỉ là tập trung đầu mối lại đúng không? Và làm khách quan hơn. Bởi vì cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta lại phải thành lập một cơ quan khác, một cơ quan độc lập hơn để làm việc này. Tôi thấy rất là chia sẻ với ông Cường nhưng mà tôi lại cũng rất băn khoăn. Vâng. Vì lâu nay chúng ta vẫn có những cơ quan như thế. Thực ra chúng ta không thiếu cơ quan. Răng mắc rất nhiều những cái cơ quan mà kiểm soát, kiểm tra. Bên đảng là có Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp. Bên chính phủ thì có các cơ quan thanh tra. Từ thanh tra chính phủ, thanh tra bộ ngành và các tỉnh, các địa phương. Bên các cơ quan dân cử thì có các cơ quan giám sát. Tối cao là giám sát Quốc hội. Ở các tỉnh thành thì có các hội đồng nhân dân để giám sát. Cơ quan giám sát tại địa phương. Rất nhiều như thế. Nhưng mà tại sao vẫn đặt ra câu hỏi là 1,1 triệu cái bản kê khai mà chỉ phát hiện được 44 cái đối tượng mà có vấn đề rồi xử lý được có 6. Vậy thì tôi nghĩ rằng là hiệu quả vẫn chưa cao. Và theo tôi đấy, ngoài chủ yếu là các cơ quan nhà nước. Các cơ quan nhà nước kiểm tra các cơ quan nhà nước thì đúng rồi. Nhưng mà sẽ không hiệu quả nếu như không có những cơ quan kiểm tra độc lập. Như Mặt trận Tổ quốc, như Tổ chức Minh Bạch, như là các cái tổ chức khác, phi chính phủ. Người ta có thể hỗ trợ, người ta có thể là cùng với các cơ quan nhà nước phát hiện, rồi kiến nghị. Thì hay hơn nhiều. Nó gần như là một cái cơ quan có thể rằng là phát hiện ra cho chính phủ, kiến nghị với chính phủ và giám sát cái hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bởi vì chúng ta cũng đã thừa nhận là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng có thể giám sát cái hoạt động của các cơ quan nhà nước. Vậy thì các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, rồi các cái tổ chức thành viên thì có thể là hoàn toàn có thể. Nếu như mình huy động được cái lực lượng ấy thì, và kể cả nhân dân ấy, cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú. Nhưng mà họ lại phải tiếp cận được thông tin của những cái bản kê khai thì mới có thể giám sát được. Và vì thế cho nên tôi bảo phải minh bạch các bản kê khai ấy ở nơi cư trú và nơi công tác. Hiện nay cũng đang công khai ở trên. Không, chúng ta chưa làm được như thế. Chúng ta đưa những bản kê khai ấy vào một cái vị trí nhất định. Rồi sau đó thì trong một thời gian nhất định thì lại cất đi. Và cơ quan tổ chức là quản lý trong một tháng đấy. Thì tôi thấy rằng đấy, trong một thời gian nhất định, ở một vị trí nhất định, ví dụ như là công khai niêm yết tại trụ sở của, nếu như bộ ngành thì là ở chỗ cơ quan tổ chức cán bộ, nếu như ở các địa phương thì là ở các cái trụ sở của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân hoặc là Ủy ban nhân dân. Thì làm sao nhân dân có thể tiếp cận được, họ vào đấy là biết bao nhiêu vòng. Tôi nghĩ rằng là đó, mình vẫn chưa tạo điều kiện để cho cử tri và nhân dân tiếp cận được với những cái bản kê khai của cán bộ. Vậy chúng ta đưa những bản kê khai đấy lên website của từng bộ ngành địa phương ạ? Để người dân và mọi người tiếp cận được có được không ạ? Công khai hóa bằng cách là đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng. Hoặc là thì nhân dân phát hiện ra, một không, ông ấy bảo một nhà không đúng. Ông phải, tôi thấy được là ông là bốn nhà cơ, hoặc năm nhà cơ. Thế thì tôi thấy là tôi rất là quan tâm và tôi cũng rất là băn khoăn ở chỗ là chúng ta huy động nhiều nguồn lực khác. Chứ nếu để các cơ quan nhà nước lại quản lý các cơ quan nhà nước
thì rất khó. Phải có cái tổ chức trung lập và các cái tổ chức độc lập và các tổ chức phi chính phủ. Người ta chỉ giúp cho mình làm tốt hơn thôi, không có ngại gì cả. Bởi vì chúng ta đều là những người đều là yêu nước, xây dựng tổ quốc, xây dựng cán bộ công chức để trở thành những cái cán bộ công chức như liêm chính. Chứ họ không có ngại gì cả. Cho nên nếu chúng ta không sợ gì thì chúng ta mở rộng cái công khai và minh bạch hơn. Tôi thì tôi thấy là gần đây dư luận xã hội cũng rất quan tâm đến một số những cái vụ việc. Ví dụ như là ông Trịnh Xuân Thanh thì có bao nhiêu cái nhà hay bao nhiêu tài sản ở nước ngoài. Hay là ông Phan Anh Vũ, Vũ Nhôm ấy, thì cũng có bao nhiêu tài sản. Thế thì làm thế nào để biết được những cái đấy nếu trong trường hợp không kê khai đầy đủ, và cái khả năng và cái năng lực của cơ quan xác minh ấy, như thế nào? Dựa vào đâu để có thể xác minh? Cũng có thể cần phải dựa vào nguồn của dân, từ cái cơ chế khiếu nại tố cáo hoặc là cơ chế minh bạch thông tin thì mới có thể có những cái hình thức khiếu nại, và dựa vào đấy thì có thể làm xác minh. Nhưng cái quan trọng là gì? Cái kết quả, cái kết luận của xác minh đấy thì cũng phải được công khai, chứ không phải chỉ có là đưa vào cơ quan điều tra hay thanh tra rồi xử lý bằng thông qua xử phạt, kỷ luật vân vân. Thì theo cái thông lệ quốc tế tốt thì thứ nhất, cái nguồn tin cũng phải được điện tử hóa, tức là chúng ta nào có chính phủ điện tử thì tại sao những cái nguồn thông tin như này không thể điện tử hóa mà có thể lưu giữ lâu dài, cũng như là truy xuất được theo nguồn gốc của cá nhân cũng như là nguồn gốc tài sản và thu nhập. Đấy, thì cái đấy cũng là cần phải đồng bộ hơn nữa. Và đồng thời là cái khả năng mà chúng ta có thể nắm được những cái thông tin, yêu cầu thông tin từ phía nước ngoài hoặc là những ngân hàng nước ngoài cũng còn đang rất là hạn chế. Bởi vì như anh Tiến nói thì cái con đường đi của tài sản đấy thì không phải chỉ có ở trong biên giới lãnh thổ Việt Nam nữa. Thì đấy cũng là cần phải có những cái chế tài. Vâng. Tôi hoàn toàn chia sẻ với lại ý kiến của ông Tiến và ý kiến của chị Hương. Và tôi cũng rất là tán thành với ý kiến chị Phương Trì cũng có nêu ấy. Thì lúc đầu cũng có ý kiến đại biểu đề nghị rằng là cần phải có một cái cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập chuyên trách. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đặt trong cái bối cảnh là bộ máy hành chính nhà nước của chúng ta rất là cồng kềnh. Và chúng ta đang tiến hành giảm biên chế và giảm một cách rất quyết liệt, và tiến tới là phải giảm mỗi một cơ quan tổ chức là đều phải giảm 10%. Cho nên là cũng không đặt vấn đề ra là xây dựng thêm một cái bộ máy nữa để thực hiện một cái công việc như thế này. Thì cố gắng là làm sao chúng trong cái phạm vi cho phép vẫn có thể xây dựng được cái cơ quan thực hiện được cái nhiệm vụ này. Và tôi rất tán thành ý kiến của ông Tiến với ý kiến của chị Hương ấy, là để làm việc này thì không chỉ mình cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập có thể làm được. Nếu mà mình cơ quan này cũng làm được thì sẽ khó, mà chúng ta phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của sự giám sát của nhân dân, của các tổ chức xã hội, của mặt trận vào trong cái công việc này. Cho nên là những ý kiến, những cái chia sẻ của anh Tiến và chị Hương tôi hoàn toàn nhất trí, và kinh nghiệm quốc tế người ta cũng làm như thế. Thì trong cái việc mà công khai minh bạch, rồi phát huy cái sự tham gia của nhân dân, phát huy cái sự tham gia của mặt trận tổ quốc vào cái công tác phòng chống tham nhũng, rồi bên cạnh đó ấy, là những cái cơ chế mà phải bảo vệ cái người tố cáo đối với tham nhũng, đối với việc họ phát hiện ra những cái việc kê khai gian dối không trung thực, thì phải có quy định rất cụ thể để bảo vệ cả những cái người tố cáo đó. Bên cạnh đó đấy thì tôi cũng hoàn toàn tán thành ý kiến của chị Hương, là chúng ta không chỉ cái kiểm soát, không chỉ kiểm tra mà chúng ta phải xử lý nữa. Nếu mà đã phát hiện ra người nào kê khai tài sản không minh bạch, không trung thực thì ta phải xử lý. Và xử lý ở đây hiện nay chúng ta mới chỉ có xử lý về mặt con người thôi, là xử lý kỷ luật cũng rất là nhẹ nhàng. Trong khi đó cả cái khối tài sản mà nghi ngờ, ở đây chúng ta không chứng minh được, chưa chứng minh được là tài sản do vi phạm pháp luật, do phạm tội mà có, nhưng mà có cái khả năng là nghi ngờ là cái tài sản này không có nguồn gốc, không có nguồn gốc chính đáng, thì rất nhiều cái khả năng là nó có khả năng nó là tài sản tham nhũng, thì chúng ta chưa có cơ chế để xử lý. Thì đó là một trong những cái mà luật lần này phải hướng tới, là phải giải quyết. Bên cạnh cái việc kiểm soát rất tốt thì phải tăng cường cái việc xử lý, và xử lý cả trách nhiệm của những người kê khai không trung thực, xử lý cả những người đứng đầu mà để xảy ra cái hiện tượng đó trong cơ quan tổ chức đơn vị mình, và xử lý cả cái tài sản trong cái việc mà không giải trình được nguồn gốc một cách hợp lý. Vâng ạ. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời.
Thưa các khách mời, để nhắc về cái việc là kê khai tài sản thu nhập có quá nhiều vấn đề chúng ta cần động tới, từ đối tượng phải kê khai là ai, rồi sau đó làm cách nào để tiếp cận những nguồn thông tin như vậy, và cuối cùng là chúng ta cần có cơ chế giám sát, rồi cơ chế kiểm tra, cơ chế những cái hình thức xử lý như thế nào nữa, thì rõ ràng ngày hôm nay là một số đối thoại rất là trọn vẹn, bởi vì các khách mời đã động tới tất cả những vấn đề như vậy, thậm chí kể cả việc là bảo vệ những cái người mà phát giác này, hay là việc thanh toán không dùng tiền mặt, rồi quản lý tài sản ở nước ngoài. Nói chung là tất cả các vấn đề đã được các khách mời chia sẻ rất là rõ ràng trong cái buổi đối thoại ngày hôm nay ạ. Thì rõ ràng chúng tôi đã thực hiện đến 11 số đối thoại rồi. Những gì chúng ta nói cũng là những vấn đề mà chúng tôi đã đúc rút từ các số đối thoại trước để mà ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đưa thông tin cho quý vị khán giả. Và ông Cường ngày hôm nay thì cũng đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến việc sửa luật. Thì chúng tôi hy vọng là với những cái góp ý của chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ có một bộ luật tốt hơn này, thiết thực hơn và gần gũi hơn, cũng như là đúng cái mục tiêu của chúng ta, để cái việc kê khai không phải nặng tính hình thức và không phải là chỉ trong ngăn kéo như bây giờ. Chúng tôi rất cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và chia sẻ những thông tin liên quan đề tài của đối thoại. Xin chúc các khách mời có thể nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.